xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. A Di Đà Phật, chúng con kính đảnh lễ trường tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và Nhật Phúc và Học Nhân xin chào quý khán thính giả. Chương trình hôm nay Học Nhân và Nhật Phúc mời thừa hiện diện của Thầy Thích Viên Lý, và bữa nay chúng tôi sẽ trò chuyện với quý vị về đại lễ lạc thành của Chư Điều Ngự và sự cung kính của Ngài Dalai Lama thứ 14. A Di Đà Phật, chúng con xin chào Thầy. A Di Đà Phật, xin kính chào cô Nhật Phúc và cô Học Nhân. Xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài IBC TV. Học Nhân có câu hỏi nào muốn hỏi Thầy Tiên Lý về sự kiện này không? Dạ, thưa Thầy, có nhiều quán khách đó hỏi về có thể take photos, chụp hình với Dalai Lama được không hả thưa Thầy? Cảm ơn cô Học Nhân. Đây là cái câu hỏi mà rất rất nhiều người hoặc là điện thoại, hoặc là email, hoặc là trực tiếp hỏi. Thì được hay không á, nó tùy thuộc vào cái nhân duyên, cái phước báo của mỗi một chúng ta. Và chúng tôi cũng xin thưa là chùa không có một cái điều kiện nào. Bên phía Đức Đạt La Lạt Ma cũng không có một cái điều kiện nào. Thành thử ra quý vị về chùa dự đại lễ lạc thành của Chùa Điều Ngự cũng như cung kinh Đức Đạt La Lạt Ma và nghe Ngài thuyết pháp những cái đề tài rất rất là quan trọng, rất là hữu ích đối với đời sống của mình. Dù quý vị có là những người Phật tử hay không là những người Phật tử, thì những cái điều mà Đức Đạt La Lạt Ma giảng dạy nó sẽ mang lại một cái lợi ích rất là lớn lao, rất là thiết thực. Và quý vị có được cái nhân duyên chụp hình với Đức Đạt La Lạt Ma hay không, nó như chúng tôi đã thưa đó, tùy thuộc vào cái phước báo của mỗi người. Ở ngoài đời thì nó là cái sự may mắn hay là cái hên xui vân vân, nhưng mà ở trong đạo thì chúng tôi gọi đó là cái phước báo, cái nhân duyên, chứ còn không có cái điều kiện gì hết, không có tiền bạc, không có bất cứ một cái điều kiện nào được đặt ra bởi chùa hay là bởi những vị phụ tá của Đức Đạt La Lạt Ma. Còn chính Đức Đạt La Lạt Ma thì không có cái chuyện đó, không có cái chuyện là có điều kiện. Ngài rất là từ bi và thương tất cả mọi người. Dạ, cảm ơn Thầy về trả lời đó. Chúng con cũng rất là muốn biết, nhưng mà Thầy giảng thì trả lời rất là đúng. Con nghĩ thì mỗi người nếu mà có một cái phước báu đó thì cũng có thể gặp được Ngài Dalai Lama thôi. Dạ, thì theo con biết là cái đại lễ lạc thành này sẽ là hiện ra trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật nữa, đó là tháng 6, ngày 17, 18 và 19. Nhưng mà hai ngày lớn nhất đó là chỉ là thứ bảy và chủ nhật thôi, phải không Thầy? Đó là con, ý của con là có mặt của Ngài Dalai Lama trong hai ngày đó. Dạ đúng rồi. Thứ sáu đó thì lúc 5 giờ sẽ là lễ cung an chức sự, tức là thỉnh quý tôn đức ai sẽ là gia trì, ai sẽ là chủ sám, ai sẽ là di na diệp chúng kinh sư vân vân. Rồi lúc mà 7 giờ đó thì sẽ có cái buổi lễ khai kinh. Đây là cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam, bất cứ một cái đại lễ nào thì cái tôm trước đó cũng đều có cái lễ khai kinh. Và ngày thứ bảy, tức là ngày 18 tháng 6 thì lúc 9 giờ sáng đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ thuyết pháp cho public, cho công cộng đó, ở trước tiền đình của ngôi chùa Điều Ngự với cái chủ đề là sức mạnh của từ bi.
chìa khóa để hoàn thiện các giá trị của bản thân và tha nhân. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ. Và cũng cùng ngày thì từ 12 giờ 45 cho đến 2 giờ rưỡi đó, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ truyền Dược Sư Phật Quán Đảnh, có một buổi lễ đặc biệt ở trong hội trường của Chùa Điều Ngự. Và tối hôm đó thì tối ngày 18 đó, lúc 6 giờ rưỡi sẽ có một buổi thắp nến để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Đó là ngày thứ bảy. Tất nhiên những cái chi tiết khác, chẳng hạn như giới thiệu thành phần tham dự hoặc giả là trao những cái tặng phẩm vân vân, sẽ được tổ chức trước cái thời gian của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong lúc mà chờ đợi đó, 8 giờ đến 8 giờ 45 chẳng hạn, thì sẽ có cái chương trình, đó là chương trình phụ. Còn ngày Chủ Nhật đó thì ngày cũng bắt đầu, buổi lễ bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi, chúng ta sẽ treo cờ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật Giáo Kỳ. Đúng 9 giờ là có lễ cắt băng khánh thành. Và sau đó thì sẽ có lời chào mừng, sẽ có diễn văn. Và đúng 9 giờ 15 phút sáng ngày Chủ Nhật, ngày 19 tháng 6, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ ban đạo từ, tức là keynote speech, cái lời đạo từ rất là đặc biệt cho buổi lễ lạc thành, tức là the opening, a grand opening ceremony. Rồi 3 giờ chiều Chủ Nhật thì có buổi lễ chân tế. Quý cô có cái câu hỏi gì khác về đại lễ thật ra là về Đức Đạt Lai Lạt Ma thì cứ Thưa thầy, ở trên Facebook có nhiều người hỏi có đem đích được không? Đem thì, con đích đó. Thì con muốn hỏi thầy, thưa thầy, có ngày nào đặc biệt cho con đích đến không? Tức là Chủ Nhật đó thì sẽ có một cái buổi nói chuyện đặc biệt cho tuổi trẻ, young, phải không ạ? Và youth. Thì cho những người trẻ đó, trước kia thì Ngài định là nói chuyện với tuổi trẻ vào chiều 18, nhưng mà sau này thì chúng tôi được thầy Lama Tenzin Donden cho biết là Ngài sẽ nói chuyện với giới trẻ từ 12 giờ 45, tức buổi chiều đó, chiều Chủ Nhật, tức là ngày 19 đó, sau lễ rồi thì Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ nói chuyện với tuổi trẻ, thì chúng tôi sẽ confirm lại cái chương trình này. Cảm ơn thầy. Ngoài những thuyết pháp và giảng dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì con nghĩ rằng Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì sẽ nói tiếng Anh là chính, nhưng mà ý của con là có một cái cơ hội nào để những người lớn tuổi hơn có thể hiểu và nghe một cái bài thuyết pháp dịch cho người lớn được không, có thể? Cảm ơn cô Nhật Phúc. Chắc chắn là có, bởi vì thường đó những cái thời thuyết giảng của Ngài thì Ngài nói tiếng Anh và Ngài cũng nói tiếng Tây Tạng. Cho nên bên cạnh Ngài thì có một vị giáo sư, nếu mà Ngài
nói tiếng Tây Tạng thì vị giáo sư đó sẽ dịch ra tiếng Anh. Đó. Rồi ngài cũng có một người dịch tiếng Tây Tạng sang tiếng Việt Nam. À, sang tiếng Việt Nam, người đó là một người Việt Nam. Xin quý vị hân hỷ đến rồi khỏi máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài IBC. Cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật tuy khác màu.